Lấy quả giác làm thân Nhân quả đồng thời Nhanh chóng dứt khoát Phương tiện không giả Không cần thứ lớp Thứ lớp là từng tầng từng tầng không có Một bước lên trời Không có dài cập Bởi vậy niệm Phật là nhân quả đồng thời đây là điều không thể nghĩ bàn Tám dạng bốn ngàn pháp môn là tư nhân chứng quả Nhân quả không cùng một lúc Nên tịnh tông dùng tinh hoa làm biểu pháp Hoa sen là nhân quả đồng thời Hoa nở là nhân Hạt trong đài sen là quả Khi hoa nở đã có quả Đã nhìn thấy Không như các thực vật khác nở hoa sau đó mới kết quả hoa sen tượng trưng nhân quả đồng thời như trong di đà yếu giải nói a di đà dịch là vô lượng a di đà là tiếng phạn a Dịch sang tiếng Trung nghĩa là vô Di-đà là lượng A-di-đà à, dịch thành vô lượng Dũng không thể nói Vô lượng Vô lượng gì? Tất cả đều là vô lượng Mọi thứ đều là vô lượng Đây là ý nghĩa căn bản của nó. Ở trước chúng ta đã học Đức Thế Tôn thành Phật. Chính Đức Phật tự nói Ngài thành Phật từ khi nào? Từ vô lượng, vô biên. Vô số, vô tận Chỉ trước Ngài đã thành Phật bây giờ chúng ta hiểu được ý này đây là nghĩa gì vốn là phật đây vốn là vô lượng không sao tính kể được không thể tưởng tượng vốn đã là phật quý vị thành phật họ thành phật đều giống như đức thế tôn vậy ta vốn đã thành phật Thành Phật từ vô lượng vô lượng kiếp quá khứ Lần này chẳng qua là gì Đó là đã quét sạch tất cả những chướng ngại dơ bẩn Buông bỏ hết thảy những chướng ngại Thân Phật liền hiện tiền Ý nghĩa là như thế đức phật vốn đã là phật phật là vô lượng phật dùng không thể nói được đức thế tôn dùng hai nghĩa quan và thọ thu tận tất cả vô lượng trong kinh di đà đức thế tôn nói với chúng ta ngài nói đến hai loại vô lượng thọ phật Thứ nhất là vô lượng thọ Thứ hai là vô lượng quang Dùng quang và thọ mạng Bao hàm tất cả vô lượng vào trong đó Quang là gì? Ngàn khắp mười phương Ngày nay chúng ta gọi là không gian Thọ thì sao? Thọ là dọc cùng tam tỷ Chúng ta nói đến thời gian Thời gian và không gian là ngang dọc xen nhau tức pháp giới thể pháp giới thể nghĩa là tự tánh tức là chân tánh là thật tướng là chân như vốn là như vậy dùng thể này làm thân và cõi nước của phật di đà hơn của Di Đà là thể Pháp Tánh Cõi nước của Phật Di Đà Hoàn cảnh cư trú là thể Pháp Giới Cũng tức dùng thể này Làm danh hiệu của Phật Di Đà Nên danh hiệu Di Đà tức là bản giác lý tánh của chúng sanh. thâm sâu của danh hiệu Không nhiều người biết được Người thật sự biết được càng ít Vì sao vậy cũng có thể đã đọc kinh này Biết được nó có điều này nhưng không để tâm Cũng chỉ xem qua loa không biết tính quan trọng của câu này. Bản giác lý thị của chúng sanh nghĩa là tự tánh của chúng sanh. Tức là tự tánh của mình. Chân tâm của mình. Thiền sư Trung Phong nói rất hay, Tâm tôi tức Phật A-di-đà Phật A-di-đà tức là tâm tôi Lời này không sai chút nào vốn là như vậy Chỉ là bây giờ chúng ta bỏ quên chân tâm của mình Để vào trong tâm toàn những thứ lẫn tạp Trong tâm thường nghĩ đến không buông bỏ được. Đó là gì là rác rưởi. Toàn là hư vọng. Toàn là giả dối. Trong giả có thật nhưng đã quên mất. Chỉ coi trọng những thứ hiện tượng không thật này. Khởi hoặc tạo nghiệp chiêu cảm quả báo bất thiện trong lục đạo không phải là làm những điều này ư ừ. chư phật như lai chứng kiến như vậy rất cảm thán rằng đúng là kẻ đáng thương quý vị vốn là phật vốn là phật a di đà không khác gì phật a di đà bây giờ luân lạc thành như vậy là bản thân quý vị đọa lạc không ai mê hoặc quý vị không ai hãm hại quý vị tự làm tự chịu Họ vẫn không cam tâm Nói là người khác hãm hại họ Oán trời trách đất Tội càng thêm nặng Cuối của kinh này Đem công đức danh hiệu của Phật Di Đà Nói tương tận thêm một lần nữa chư phật như lai chư tổ sư đại đức từ bi vô tận biểu hiện ra đây trì danh tức niệm phật là gì thị giác hợp bổn ta bây giờ bắt đầu niệm phật hiệu này đây là thị giác ta vốn là phật thị tâm thị phật là bạn giác thị tâm tác phật bây giờ chúng ta niệm phật a di đà nghĩa là muốn làm phật tức là hợp lại với bạn giác thị và bổn không hay sanh và phật không hai chúng sanh và phật là một không phải hai cho nên một niệm tương ương một niệm phật niệm niệm tương ương niệm niệm, niệm phật